Đây nè, như đã hứa, em về cái sợi cáp C2C chính hãng Apple cho anh em nè. Cái sợi cáp này á, thì trong hãng chắc bán là khoảng 500 ngàn á, mà thôi em chia cho anh em 150 ngàn. Bảo hành cho anh em 1 năm 1 đổi 1 nha. Và em cam kết nếu mà hàng phay á, em tặng cho anh em 5 triệu cho một sợi. Đây, em quay cho anh em nè. Quay gần nè, đó, Apple hàng Việt Nam. Đấy, anh em cứ nói hàng xách tay Mỹ, anh em mở cái hộp ra, nó vẫn là Made in Việt Nam. Anh em cứ bóc hộp 15 đồng mắt ra đấy. Hàng Sinh, hàng Thái, hàng gì, hàng Mỹ là vẫn là sợi cáp in Việt Nam. Việt Nam của mình em tự hào lắm. Chạy xe Việt Nam, xài đồ có chữ hàng Apple đây mà con chỉ mất in Việt Nam mà anh em cứ ngại. Khi mà anh em mua sợi cáp C2C á, thì anh em lưu ý giúp em nha. Nên xài hàng có cấp chứng chỉ chính hãng MFI hoặc là sợi cáp được chính hãng bên thứ ba sản xuất. Ví dụ như là Google Pixel, là Asus hay là Xiaomi nha. Ví dụ như thế. Hoặc là cáp chính hãng bốc máy. Chứ anh em đừng có xài cái loại cáp mà cáp cùi, cáp pha ke, cáp rẻ tiền. Thì những cái mạch đồng bên trong nè, đây em quay nè, cái sợi cáp zin nè, thì anh em nhìn mạch đồng bên trong nè, nó có 4-5 mạch đồng nè, anh em thấy không? Thấy không? Còn cái sợi cáp Google Pixel nó cũng vậy nè, anh em thấy không? Nhưng mà khi cái mạch tiếp xúc này nè, cái sợi cáp zin này nè và cái này như nhau đúng không? Nhưng mà ở những sợi phay á, thì cái mạch đồng tiếp xúc này á, nó dày đặc hơn, nó nhiều hơn, và cái góc độ á, và cái tiết diện của nó cũng nhỏ hơn, nó bị xiên, nó bị vẹo. Thành ra khi anh em cắm vào cái chân sạc cái máy của mình á, nó xảy ra một tình trạng là tiếp xúc không đồng đều, nó dẫn tới tình trạng đoản mạch và thậm chí là sai vi trình ở trên IC USB. Thì những cái tình trạng đó hồi xưa là anh em phải tách men, anh em sửa thay cái IC USB á, đó, cái cấp nguồn ở ngay chỗ chân sạc của mình á, đó. Nhưng mà bây giờ thì anh em có một cách nữa là anh em reset lại, restore lại ở trên một cái máy Mac nào đó mà có cái cổng Thunderbolt 4, cổng Thunderbolt, cái cổng hình sấm sét á. Rồi, ok là xong. Thành ra khi anh em mua sợi cáp, anh em cũng phải chú ý nha. Cái MFI là gì? Apple nó cấp chứng chỉ MFI cho bên thứ ba. Ví dụ, cái một cái hãng A, hãng B, hãng C nào đó, ta sản xuất sợi cáp ra, ta có một cái chip độc quyền là Emaker, đó là chip chuẩn chung. Nhưng mà truyền tải liệu được có 500M thôi. Cấp chứng chỉ MFI được không? Dây là bằng dây cao su, đầu tai xi cũng bình thường thôi, không có mạ vàng gì hết. Ok, cấp chứng chỉ MFI một tháng trả tao nhiêu triệu đô đó là xong. Em mà nung không? Nhưng mà có những hãng sản xuất cũng sợi cáp MFI nhưng mà giá rất là mắc tiền. Tại sao? Bởi vì nó đạt được cái max của MFI nha, cái mức min và mức max nha. Ví dụ MFI mà sợi cáp dư dây dù, ví dụ dây dù đầu mạ vàng truyền tải được 40GB dữ liệu và xóa một số điều kiện của Apple đưa ra, một tháng đó, một năm đóng bao nhiêu tiền á. Nó Apple bán chứng chỉ mà. Rồi xong. Còn em mà vẫn khuyên anh em mua sợi cáp, hồi chính hãng Apple đi mà mình chiến. Đây, chính hãng Apple. Còn không có điều kiện hơn, ví dụ sợi cáp 150 em có điều kiện hơn thì mua Google Pixel. Em bán có mấy chục ngàn, có 40-50 ngàn, có sợi Google Pixel rồi, xài cũng ngon nha. Sợi cáp này sẽ chia cho anh em chỉ 150.000 thôi. Phay, em tặng 5 triệu và bảo hành cho anh em 1 năm. Rồi, thế nha.